sẽ bị nhanh lên đi, 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 cũng đặt cược là mua suy tuyết thắng rồi, nếu không là cái chết chắc rồi. Nhanh lên, nhanh lên, đi, trưa nay là không có người nào rồi, thực tượng kiến của suy tuyết đâu. Đúng rồi, đồng tiểu phụng chết chắc rồi đi mà. Chúng tôi vào xem đi. Đã biết rồi. Đồng tiểu phụng chết là cái chắc rồi. Xem ra Lục Tiểu Phụng không thể thoát được rồi. Trời ơi, nhiều cung thủ vậy sao? Quá trời, quá trời, chỗ nào cũng có cung thủ hết. Đi, đi. Lên. Kìa xem kìa, đi. Lên giải Lục Tiểu Phụng lên rồi. Đi. Đúng rồi, người xem kìa, Lục Phụng đó. Là Lục Tiểu Phụng đó. Lục Tiểu Phụng, chúng ta sẽ ủng hộ ngươi. Ủa, người đó là ai vậy? Ai vậy? Ông ta là ai vậy? Ủa? Ai vậy? Suy Tuyết tới kìa. Suy Tuyết kìa. Tới rồi kìa. Suy Tuyết hả? Là Suy Tuyết đó. Không biết hả? Anh tới rồi kìa. Ngươi thật sự muốn giết ta sao? Ta giết ngươi có lý do của ta. Ta đưa tiền cho ngươi, ngươi lại không nhận thôi. Bây giờ ngươi có nói gì cũng vô dụng. Suy Tuyết giết người mà còn phải trói hả? Còn gì là đại hiệp chứ? Bất công quá đi. Vậy bất công quá. Đúng rồi. 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 Tây môn đại hiệp nhất định sẽ thắng đó. Tôi cá là đó, vậy đó. Phi trước chắc chắn là sẽ nhiều thắng hơn rồi. Đúng vậy. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Phải đó. Suy Tuyết đúng đúng đi. Hả? Tôi đặt nhiều hơn rồi. Đúng rồi. Giết đi. Suy Tuyết giết thắng đây. Suy Tuyết giết thắng đây. Giết thắng đây. Giết thắng đây. Giết thắng đây. Lục Tiểu Phụng, tôi muốn ngươi thắng đó. Lục Tiểu Phụng, ngươi giết chết nhiều người như vậy, ngươi thật đáng chết mà. Đúng là đáng chết mà. Giết Lục Tiểu Phụng đi. Giết Lục Tiểu Phụng đi. Giết Lục Tiểu Phụng đi. Giết hắn đi. Giết Lục Tiểu Phụng đi. Giết mau đuổi theo. Coi chừng Lục Tiểu Phụng bỏ trốn. Bỏ lên. Ủa, phi thần đồng mất tiêu rồi. Đồng mất kia kìa. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không lẽ Suy Tuyết có ý muốn thả Lục Tiểu Phụng? Tôi cũng nghĩ như vậy. Ủa, đi đâu rồi? Không thấy nó vậy. Tất cả các người nghe đây. Nếu như Lục Tiểu Phụng mà chạy thoát, Ta sẽ hỏi tội các người đó. Xem ra Lục Tiểu Phụng lần này không chết đâu. Tiêu rồi, chết ta rồi. Điều gì qua thượng mặt, hai người chuẩn bị xong chưa? Ngươi làm gì vậy hả? Tại sao đánh đầu ta cái gì tôi tình quá? Trà đi, đi uống rượu thôi, ta khinh. Ta biết ngươi không phải thật tình muốn giết ta. Ngươi đi đi. Ta có thể đi bất cứ lúc nào. Dù sao đi nữa, ta cũng phải đa tạ ngươi đã giúp đỡ. Ta thả ngươi đi không có nghĩa là ân oán với hai chúng ta đã kết thúc đâu. Ta biết chứ. Ta không phải vì quan phủ đòi giết ngươi. Đợi tới khi ngươi vô tội, chúng ta sẽ tử chiến một trận. Bởi vì ngươi không muốn ta phải chết oan.
Thì ra lại là dịp của Hồng Giả Vàng. Hắn hiểu rõ tính cách của Lục Tiểu Phụng. Hắn biết Lục Tiểu Phụng sẽ trở lại U Linh Sơn Trang, tìm hiểu bí mật của hắn để tìm ra tất cả sự thật. Đại ca, tìm kiếm đã lâu rồi không phát hiện gì hết, hay là chúng ta đi đi. Đại ca, tại sao lại như vậy? Đây chính là Cửu Tinh Liên Châu, Thiên Cẩu Ăn Mặt Trăng sao? Không lẽ dị tượng trăm năm xuất hiện lại là đêm nay sao? Lục đại ca, nhìn thấy được nhưng mà rờ không được, làm sao chuyển giờ thiên địa? Đây chính là địa quang. Tiểu Tuyết, đứng ra một bên đi. Bị thương, để muội coi thử. Đừng, chắc đã trúng độc rồi, hơi bị tê tê đó. Hả? Vậy bây giờ phải làm sao đây? À, gần đây có bách hoa xà thiệt thảo để muội hái cho huynh. Nè, muội cẩn thận đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quy lực mạnh như vậy. Nếu thanh kiếm này thuộc về thiên ngoại phi tiên, nhất định sẽ hại rất nhiều người. Lục đại ca, Trần Quang kiếm nằm trong tay của huynh rồi. Hay là chúng ta mau rời khỏi U Linh Sơn Trang đi. Ừ. Chúng ta đó, chúng ta đã có Chân Quang kiếm vô kiên bất thôi rồi, có gì phải sợ? Huynh chỉ sợ sức mạnh của Chân Quang kiếm quá lớn sẽ hại người. Nếu Dịch Cô Hồng tới đây thì phải làm sao đây? Vậy tính sao bây giờ? Chân Quang kiếm giao cho muội, muội hãy trốn trước đi. Huynh nghĩ cách đánh lạc hướng kẻ địch, muội tìm cơ hội rời khỏi đây ngay, hiểu chưa? Ờ. Nè. Sau đó thì sao? Chúng ta gặp nhau tại căn nhà gỗ nhỏ. Ừ. Phải cẩn thận nữa. Huynh cũng vậy, muội đi nha. Tiểu Tuyết, phải cẩn thận nữa. Ừ. Là ngươi sao? Nè, ta phải gọi là Diệp Cô Hồng hay gọi ngươi là Lão Đao Ba Tử mới đúng đây. Được lắm Lục Tiểu Phụng, không ngờ ngươi còn có thể sống sót ra ngoài. Ai biểu Lục Tiểu Phụng ta là con người trời sinh mạng lớn, không giống như hạng người thường phải nhờ đàn bà mới có thể thoát mạng được. Chân Quang kiếm đang ở đâu? Chân Quang kiếm? Chân Quang kiếm gì chứ? Ồ, ta nhớ ra rồi, lần trước ngươi đã từng nói muốn đem Chân Quang kiếm tới trước mặt cho ta xem, bây giờ sao lại hỏi ta chứ? Ngươi đừng tưởng là ta không giết được ngươi. Ta đã đoán được những chuyện xảy ra gần đây đều là liên quan tới ngươi. Ngươi làm biết bao nhiêu chuyện, chẳng qua chỉ vì muốn ta lấy Chân Quang kiếm giùm cho ngươi thôi đúng không? Nhưng mà ngươi thông minh thì ta cũng không ngu. Thanh Chân Quang kiếm kia cả đời này ngươi cũng đừng hòng lấy được. Những gì ta muốn được từ trước tới giờ không bao giờ không lấy được. Xem ra linh tê nhất cứu của ngươi cũng chỉ vậy thôi. Chân Quang kiếm đang ở đâu? Nói, nếu không ta giết ngươi. Ta cho ngươi biết, ta đem Chân Quang kiếm giấu ở một nơi không một ai biết được. Nếu ngươi giết chết ta, cả đời này của ngươi sẽ không bao giờ thấy được Chân Quang kiếm đâu. Ngươi uy hiếp ta đó hả? Vậy ta cũng nói cho ngươi biết, không ai có thể uy hiếp được Diệp Cô Hồng. Tiểu Tuyết. Huynh à, muội xin huynh đừng giết huynh ấy, Chân Quang kiếm đang ở đây. Tiểu Tuyết, huynh đã kêu muội đi rồi mà, sao lại quay lại chứ? Lục đại ca, muội xin lỗi huynh. Huynh, Chân Quang kiếm ở đây, huynh muốn lấy thì tới đây lấy. Tiểu Tuyết. Điều kiếm cho huynh. Không, muội xin huynh đừng có làm hại người nữa. Tiểu Tuyết, muội nói gì vậy? Thanh kiếm này là thuộc về huynh, muội không đưa huynh thì đưa cho ai? Huynh là huynh của muội, đừng nghe hắn nói bậy. Người huynh thương nhất là muội. Muội biết là huynh thương muội, nhưng mà bây giờ huynh đã thay đổi rồi. Huynh không có thay đổi. Muội còn nhớ lúc trước không? Năm đó khi Đường huynh, Diệp Cô Thành huynh còn sống, Thành Bạch Dân náo nhiệt biết bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ Thành Bạch Dân giống như một tiểu thành, không có gì khác biệt, còn bị võ lâm nhân sĩ cười nhạo. Ai đã gây ra điều đó? Là Tây Môn Suy Tuyết. Huynh biết, huynh biết với công lực của huynh hiện nay mãi không bao giờ đánh lại hắn, nhưng có được Chân Quang kiếm thì lại khác. Tâm nguyện của huynh là xây lại Thành Bạch Dân,
không thể để người trong võ lâm cười nhạo. Tiểu Tuyết, muội cũng là họ Diệp mà, muội không muốn nhìn thấy người đó hay sao? Trao kiếm cho huynh đi. Muội không bị mắc lừa huynh nữa đâu. Huynh rõ ràng là lão đao ba tử, tại sao còn muốn gạt muội? U Linh Sơn Trang vốn là nơi vui chơi của muội, bây giờ huynh cũng phá hoại hết, huynh kêu muội làm sao mà tin huynh được? Muội thích U Linh Sơn Trang, huynh sẽ xây lại cho muội, muội muốn gì huynh cũng cho. Không, Lục đại ca nói huynh là người xấu, kêu muội đừng bao giờ tin tưởng huynh. Lời như vậy mà muội cũng nói ra được, muội đừng hối hận. Thì ra muội giấu huynh để luyện võ công à? Huynh à, huynh đừng có tiếp tục sai lầm nữa mà. Tiểu Tuyết, muội về rồi, cô biết muội sẽ không sao mà. Tại sao huynh lại không tránh? Huynh biết rõ là tránh không được, cho nên để muội hả giận luôn. Huynh biết rõ muội ghét nhất ai đó gạt muội, tại sao huynh còn gạt muội, lại kêu muội thí mạng vì một cành cây? Tiểu Tuyết, muội nghe huynh nói đi. Huynh muội không nghe. Lục Tiểu Phụng, muội coi huynh là bạn tốt của muội, mà huynh lại đối xử với muội như vậy. Nếu huynh của muội là người xấu thì huynh cũng không có tốt lành gì đâu. Huynh tại sao huynh không nói chuyện chứ? Muội đang nóng giận như vậy, huynh có nói gì muội cũng không có nghe đâu. Tiểu Tuyết à, huynh không cố tình gạt muội đâu. Từ đây huynh biết Diệp Cô Hồng luôn đang chờ đợi, nên bày ra cái kết như vậy. Huynh không nói rõ cho muội biết là vì sợ muội không biết cách nói dối sẽ bị Diệp Cô Hồng nhìn ra sơ hở. Điều quan trọng nhất chính là huynh biết Diệp Cô Hồng nhất định sẽ nể tình huynh muội, tuyệt đối sẽ không làm hại muội đâu. Muội đã trở mặt với huynh ấy rồi, vì muốn đạt được chân quan kiếm, chuyện gì huynh ấy cũng có thể làm. Nếu mà như vậy, càng không thể để cho hắn lấy được chân quan kiếm, vì điều đó liên quan tới vận mệnh của võ lâm, thậm chí làm cho thiên hạ trăm họ lầm than. Muội không quan tâm đến chân quan kiếm, cũng mặc kệ vận mệnh của võ lâm. Điều mà muội quan tâm nhất chỉ có huynh, bởi vì muội xem huynh là một người bạn thật sự của muội. Nếu như huynh cho rằng chân quan kiếm thực sự còn quan trọng hơn bạn bè thì muội không còn gì để nói. Từ đây về sau muội không muốn gặp huynh nữa đâu. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết à, chân quan kiếm. Quyền hiểu quanh xa, bình xa lạc nhạn, bắc nhạn nam phi, nhất chiêu tam thức. Trong đây chẳng qua ghi chép chỉ là kiếm pháp và chữ pháp thông thường của võ đan thôi. Nếu như chỉ là kiếm pháp và chữ pháp thông thường, cần gì phải cất giấu bí mật như vậy? Huynh sẽ học thuộc nó, hy vọng có thể ngộ được điều gì sâu xa. Muội sao vậy Hàn Linh? Chúng ta đã có được mọi thứ rồi, sao muội còn thở dài? Có một người khiến cho muội lo lắm. Ai vậy? Muội muội của huynh Tiểu Tuyết. Cô đã biết được quá nhiều chuyện rồi. Đó là muội muội của huynh, muội ấy sẽ không làm gì huynh đâu. Nhưng hai người không phải là huynh muội ruột. Hơn nữa trong lòng cổ chỉ có một người là Lục Tiểu Phụng thôi.
biết đâu sẽ đem những điều cổ biết để mà kể hết cho Lục Tiểu Phụng. Nếu như muội nói vậy, sao muội ấy sẽ bắn đứng huynh à? Muội biết là huynh lúc nào cũng coi cổ như là muội muội ruột. Muội chỉ là không hy vọng kế hoạch của chúng ta sẽ bị bại lộ. Muốn thành đại sự thì đừng nên lo nhiều quá, càng không thể nương tay yếu lòng. Huynh có hiểu không? Đàn bà trên đời này chỉ có cô là độc ác nhất. Sao huynh không đuổi theo? Cô ta đã biết quá nhiều bí mật của chúng ta rồi. Tuy muội ấy không phải muội muội ruột của huynh, nhưng mà huynh và muội ấy đã cùng lớn lên. Muội hiểu được cảm giác của huynh. Muội chỉ nghĩ cho đại cuộc thôi. Muội muốn huynh làm gì cũng được hết. Muội muốn huynh đi chết cũng được. Nhưng muội của huynh đối phó Tiểu Tuyết thì... Bỏ đi, bỏ đi. Cô đã biết quá nhiều chuyện của chúng ta, chắc cũng sẽ không trở về đây nữa đâu. Chúng ta đi thôi. Hàng Linh. Hàng Linh. Hàng Văn là cha của ta. Hàng Văn à? Ngươi hoàn toàn không giống người ta đã gặp. 16 năm về trước, ta tưởng rằng ngươi sẽ không già, có thể làm hoàng đế suốt đời chứ. Cứu gia! Khoan, giết hắn! Muội không muốn giết hắn trả thù à? Giữ hắn lại còn công dụng. Trước mắt tất cả vẫn chưa nằm trong sự khống chế của chúng ta. Lợi dụng danh nghĩa tên cổ hoàng đế để hỗ trợ chỉ huy đại cuộc, tới chừng đó thời cơ chín muồi rồi, giết hắn cũng không muộn. Hoàng thượng cần phải bế quan tu luyện phương thuốc trường sinh. Trong khoảng thời gian này, hoàng thượng đã ủy nhiệm cho Diệp Cô Hồng là ta đảm nhiệm chức giám quốc đại thần. Có chuyện là sao? Sao hoàng thượng lại bế quan? Không hiểu. Hoàng thượng sao bỗng dưng lại phải bế quan? Ngươi là ai vậy? Dựa vào đâu đảm nhiệm giám quốc đại thần? Ta muốn gặp hoàng thượng. Muốn gặp hoàng thượng là gặp hay sao? Ngươi là ai? Ta đường đường là tham kiến giám quốc đại thần. Không để cho cô nhìn thấy một gương mặt thảm hại, bộ mặt thay đổi của ta. Ta cũng không nổi cơn điên cuồng như con chó điên. Cô thất vọng lắm phải không? Nếu mà huynh trở thành như vậy, muội sẽ càng thất vọng hơn. Vậy sao? Lục Tiểu Phụng không hổ là Lục Tiểu Phụng, cái chất độc của chướng khí cũng không làm được gì.
Tại sao cô đối xử với ta vậy? Không lẽ vì muốn đạt được mục đích, cô không từ thủ đoạn đến nước này sao? Từ lúc quen biết cô ở U Linh Sơn Trang thì cô đã đùa giỡn với tình cảm của ta, còn làm bộ giữ mình trong trắng gì đó. Thực tế là muốn ta bán mạng cho cô thôi. Đàn ông các huynh không phải đều thích đàn bà hứa những lời trung thành với các huynh hay sao? Cô mới là người đàn bà độc ác nhất. Vì muốn giành sự tin tưởng của ta, cô đã tự cắt lỗ tai của mình. Đúng là quá đáng sợ. Muội biết là huynh hận muội, nhưng mà muội muốn huynh phải biết muội thật lòng yêu huynh. Cô tưởng là ta còn tin cô nữa sao? Điều nực cười nhất là cả Diệp Cô Hồng cũng bị cô lợi dụng. Không phải cô đã lợi dụng hắn để đạt được những gì cô muốn rồi sao? Chỉ cần huynh đồng ý, muội có thể chia sẻ tất cả mọi thứ với huynh. Thì đủ rồi. Đã tới lúc này rồi, cô còn muốn gạt ta? Hàn Linh, cô vốn là một cô gái có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Tại sao cô trở nên như vậy chứ? Không lẽ tham vọng và quyền lực quan trọng đối với cô tới vậy sao? Có thể làm cô hám lợi đen lòng, chuyện gì cũng có thể làm được. Huynh không phải là muội, huynh không thể nào hiểu đâu. Ta thật sự không hiểu. Ta thật không ngờ cô vô liêm sỉ như vậy, đã dám cam tâm vì Diệp Cô Hồng phản bội người nhà và bạn bè. Điều huynh nhìn thấy hiện nay chẳng qua chỉ là bề ngoài. Bối cảnh của Hàn gia muội huynh hiểu được bao nhiêu? Hàn gia muội vì Giang Sơn đẩy mình đã bỏ ra biết bao nhiêu. Tên cẩu hoàng đế đó đã hại Hàn gia muội thế nào huynh có biết không? Tổ tiên của Hàn gia Hàn Công Tiên Đồng vốn là ân sư của Chu Nguyên Chương. Sau đó Chu Nguyên Chương lại phế đi hậu nhân của Hàn Công Tiên Đồng là Hàn Lâm Nhi, và thay thế địa vị lãnh đạo trong nghĩa quân của Hàn gia, lập nên triều Minh. Có thể nói Giang Sơn Đại Minh tất cả vốn thuộc về Hàn gia. Mình thấy tổ xoán đoạt ngai vàng, sợ bị người ta dị nghị nên đã ân sủng đủ điều với Hàn gia, ban hết quyền bán muối ở Tô Hàn trao hết cho Hàn gia, khiến Hàn gia giàu có nhất vùng. Cho dù thật sự có chuyện đó, hoàng đế Đại Minh cũng coi như không bạc đãi hậu nhân của Hàn gia. Ít ra ông ta cũng đã đặt quyền miễn thuế muối để Hàn gia giàu có trong thiên hạ. Giàu có thì được cái gì chứ? Thiên hạ này đúng là thuộc quyền sở hữu của Hàn gia muội mà. Lịch sử thời Trần 200 năm trước chúng ta không tranh cãi nhiều, nhưng mà ta vẫn không hiểu tại sao cô lại giết chết cha mẹ nuôi đã nuôi cô từ nhỏ. Cô còn là người hay không vậy? Đúng vậy, chính tay họ đã nuôi muội lớn lên, nhưng mà Hàn Văn cũng chính là hung thủ giết chết cha mẹ của muội. 16 năm trước Hàn Văn có mưu đồ cướp đoạt gia sản nhà muội, và trong một đêm hắn đã dẫn người lẻn vào nhà của muội, chính tay giết chết cha của muội. Vì tiền mà ngay cả huynh đệ ruột hắn cũng không buông tha. Hắn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, thật ra tất cả những chuyện đó đã bị chính mắt của muội nhìn thấy. Hàn Văn vì muốn che mắt thiên hạ, sau khi an táng cha của muội xong bèn nhận muội làm nghĩa nữ, chiều chuộng muội đủ điều. Muội không nơi nương tựa, chỉ còn cách nhận cướp làm cha, sống những ngày gượng cười trên mặt, nhưng mà ở trong lòng lại thề quyết không tha cho tên cẩu tặc đó. Không ngờ rằng từ nhỏ lòng dạ của muội thâm độc như vậy. Huynh tưởng muội muốn như vậy sao? Một đứa con nít mới 8-9 tuổi, không tìm cho mình con đường sống sót thì chỉ có chết thôi. Sau đó muội dần dần khôn lớn. Tuy là bề ngoài muội thuận theo Hàn Văn đủ điều, nhưng mà hắn phát hiện ra sự hận thù của muội, càng biết rõ giấy không gói được lửa, cho nên thông đồng với Diệp Cô Hồng bắt cóc muội, muốn hại chết muội. Các người là ai? Sau khi vào U Linh Sơn Trang thì muội biết được hoàn cảnh nguy hiểm của mình, nhưng mà muội không thể nào bỏ qua cho Hàn Văn. Mối thù này muội nhất định phải trả. Muội đã tự nhủ với lòng
muội tuyệt đối không thể chết. Muội nhất định phải tiếp tục sống. Nhưng mà một người con gái như muội làm sao đối phó với Diệp Cô Hồn đây? Muội không còn cách nào khác. Vì sự tồn tại, muội đành sử dụng vốn trời cho của người con gái. Muội dùng nhan sắc đi quyến rũ Diệp Cô Hồng, làm cho Diệp Cô Hồng ý loạn tình mê, đương chịu đủ điều. Muội lại như vậy đó, đã chịu mọi sự hành hạ và nhục mạ, dùng thân thể của muội để đổi lấy sự sống của mình. Muội đã trả một cái giá, nhưng mà muội phải tiếp tục sống. Hạt Văn giết chết cha mẹ của muội, còn kêu người bắt cóc muội, muốn giết muội để bịt miệng. Sau đó muội phát hiện người đàn ông đã hành hạ muội chính là Diệp Cô Hồng. Muội hận bọn chúng lắm, muội không bao giờ tha cho bọn chúng. Diệp Cô Hồng có sức mạnh nhưng mà không có đầu óc. Mục đích hắn lập ra U Linh Sơn Trang, hắn đã nói cho muội biết hết rồi. Những điều không nên nói cũng đã nói luôn. Cuối cùng muội biết rằng, thì ra muốn điều khiển một người đàn ông là một chuyện dễ dàng như vậy. Huynh đã cực khổ lập ra U Linh Sơn Trang là vì muốn chiếm đoạt Chân Quang Kiếm. Muội nói không sai. Nếu như có thể lấy được Chân Quang Kiếm và kiếm quyết như trong truyền thuyết, thì có thể đánh bại Tây Môn Suy Tuyết. Điều quan trọng nhất là có thể dừng lại tiếng tăm của Bạch Vân Thành. Bạch Vân Thành không còn như xưa. Cứ cho là huynh đánh bại được Tây Môn Suy Tuyết vậy thì sao? Nếu như muốn dừng lại Bạch Vân Thành thì phải nhờ vào thế lực của triều đình rồi. Triều đình? Vậy huynh phải làm sao? Giết Hàn Văn, lợi dụng tài lực của hắn, thêm vào Chân Quang Kiếm đoạt lấy thiên hạ. Không lẽ huynh chỉ muốn là một minh chủ võ lâm cỏn con thôi là thỏa mãn rồi sao? Được rồi, huynh sẽ giết Hàn Văn dùng muội, nhưng thời cơ còn chưa chín muội. Tại sao vậy? Bởi vì Hàn Văn đã sai khiến huynh bắt cóc muội để che mắt thiên hạ, còn nhờ Lục Tiểu Phụng tìm muội nữa. Huynh muốn lợi dụng Lục Tiểu Phụng giúp huynh tìm được Chân Quang Kiếm võ lâm chi bảo, nhưng mà tên đó rất nhiều mưu kế, huynh có chút lo lắng. Chỉ cần dụ Lục Tiểu Phụng vào U Linh Sơn Trang thì muội có cách làm cho hắn ngoan ngoãn nghe theo. Bây giờ huynh đã hiểu rồi chứ? Hàn Văn có mối thù giết cha đối với muội, muội đã giết chết ông ấy, tại sao muội còn mưu đồ xóa ngôi? Huynh có biết ai đã chỉ thị Hàn Văn giết chết cha muội hay không? Là cẩu hoàng đế Đại Minh đó. Cha muội sau khi qua đời thì có một đoàn người tới. Chu Nguyên Chương tuy là rất tốt với Hàn Gia, nhưng mà cẩu hoàng đế sau này lại xem Hàn Gia như cái đinh ở trong mắt. Bọn chúng bất nhân với muội thì muội bất nghĩa với bọn chúng. Phải chơi màn lấy gậy ông đập lưng ông. Cho nên muội muốn cướp đoạt Giang Sơn đã bất chấp bằng mọi giá sao? Hàn Văn với huynh đoạt gia sản, cẩu hoàng đế Đại Minh giật lấy Giang Sơn của nhà họ Hàn. Nếu như người thiên hạ đều phụ ta thì ta phải lấy lại những gì ta nên có. Muội cho rằng những gì muội làm đều đúng hết hay sao? Có thù trả thù. Những chuyện muội làm không phải vì bản thân mà vì tổ tiên của Hàn gia, muội làm như vậy không đúng hay sao?
Nhưng mà huynh phải tin muội. Muội chỉ đang lợi dụng dịp cô Hồng. Người mà muội thật sự yêu chính là huynh. Người muội yêu đương nhiên không phải dịp cô Hồng, càng không phải là huynh. Thứ muội yêu là giang sơn của muội. Không phải mà. Huynh hãy nghe muội nói, nếu như huynh hợp tác với muội thì đương nhiên huynh sẽ là hoàng đế. Không phải ai cũng đều muốn làm hoàng đế đâu. Huynh thà làm thường dân uống rượu cho thỏa mãn. Vị trí hoàng đế kia hãy để cho người tranh quyền làm đi. Cho tới bây giờ huynh chưa hiểu tấm lòng của muội đối với huynh sao? Muội hết lần này tới lần khác lừa huynh, muội kêu huynh làm sao tin muội chứ? Huynh sẽ không để cho gian kế của muội được toại nguyện đâu. Phụng thiên thừa dẫn hoàng đế chiếu giết, Hàn Linh tiếp nhận tân hoàng đế, đổi quốc hiệu thành Hậu Hàn. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Hàn Linh, trời an bài muội không thể làm hoàng đế rồi. Người không có rúng động. Muội kiềm chế huynh để dịp cô Hồng đối phó Tây Môn Suy Tuyết. Huynh cũng đồng thời chia binh thành hai đường. Nếu bằng không thì làm sao huynh cứu được hoàng thượng chứ? Hãy bắt ả yêu nữ đó lại cho trẫm. Tôi chỉ lên. Hàn Linh, nếu muội chịu cúi đầu nhận tội, hoàng thượng sẽ ân xá miễn cho tội chết. Các ngươi đừng có đánh nữa. Đây là Chân Quang Châu. Hàn Linh, đừng làm bậy. Hạt châu này gặp lửa sẽ nổ, đến lúc đó thiên hạ sẽ bị hủy diệt hết. Người quá độc ác. Ngươi sợ rồi hả? Chỗ này để ta, mau hộ giáo hoàng thượng rút lui. Không ai thoát được đâu. Cho dù chạy đến chân trời góc bể thì cũng phải chết chung với ta. Hàn Linh, muội, những gì ta không có được thì người khác cũng đừng hòng có được. Đừng mà. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, đừng mà, Tiểu Tuyết à. Đừng đụng vào muội. Muội đã nuốt hạt châu đó rồi. Tiểu Tuyết rất khó chịu. Kim châu đã gặp phải lửa, cho dù có nuốt vào trong bụng thì cũng sẽ đổ tung như thường. Đến lúc đó ngươi cũng không được cái gì hết mà. Trước đến giờ ta cũng không có cái gì hết. Ngươi không muốn chết chung với ta hay sao? Hàn Linh, ta thấy ngươi điên thật rồi. Hàn Linh, ta có thù trả thù. Hàn Văn đã giết chết cha ta, hoàng đế đệ minh tước đoạt giang sơn của Hàn gia ta. Không lẽ bọn họ không đáng chết hay sao? Tất cả những điều ta làm không phải chỉ vì bản thân ta, mà là vì tổ tiên của Hàn gia. Chỉ cần khôi phục lại vinh quang của Hàn gia, ta chết cũng không ân hận. Đừng mà, Hàn Linh. Hàn Linh, muội sao rồi? Lục đại ca, huynh có biết không, ở cùng với huynh
là những giây phút vui vẻ nhất, ngọt ngào nhất trong đời muội. Muội không gả huynh thật mà, Lục đại ca. Hàng Linh, Hàng Linh, Hàng Linh. Hàng Linh, Hàng Linh. Tiểu Tuyết, mùi làm sao rồi? Đừng đụng vào mùi. Đừng sợ, mùi ráng lên. Mùi sẽ đưa mùi đi về U Liên Sơn Trang. Mùi ráng lên. Đi, mình đi thôi. Tiểu Tuyết, mùi ráng lên. Tiểu Tuyết, huynh, huynh đi đi. Mặc kệ mùi, mặc kệ mùi. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết à, Tiểu Tuyết, huynh chết cũng không đi. Mùi hãy ráng lên. Bây giờ huynh sẽ tới sơn động tìm thuốc. Không, không cần đâu, vô ích thôi. Không phải mùi nói thuốc ở đó là dạng năng sao? Mùi đã nuốt kim châu rồi. Trên thế gian này đã không còn loại thuốc nào có thể cứu được. Không cứu được đâu. Không thể như vậy được. Tiểu Tuyết, huynh nhất định sẽ cứu mùi mà. Hả? Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, mùi không được chết. Tuyệt đối không được chết đâu. Tiểu Tuyết à, con người trước sau cũng phải chết. Huynh nhớ kỹ, huynh tuyệt đối không được mở áo khoác này ra. Nếu không, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Trước khi muội chết, muội có thể ở bên cạnh của huynh thì muội đã mãn nguyện lắm rồi. Tiểu Tuyết, thời gian được ở chung với huynh đó cũng là khoảng thời gian ngọt ngào nhất của muội. Tâm nguyện duy nhất của muội chính là hy vọng huynh mang muội chôn cất ở bên cạnh quái nhân Thúc Thúc. Bởi vì Thúc Thúc đã từng nói sẽ có một ngày khách ở ngoài hành tinh sẽ mang muội đến một nơi rất là tuyệt vời. Được rồi, được. Muội rất là tham lam, muội muốn thêm một tâm nguyện nữa. Được mà, muội nói đi. Huynh có thể nào ôm muội chặt hơn một chút và hát lại bài hát đó cho muội nghe được không? Em gái cầm búp bê đi đến vườn hoa để xem hoa. Búp bê khóc rồi đi gọi mẹ ơi. Vườn hoa. Chim non ở xem. Trong cây cười ha ha. Em gái. Em gái cộng búp bê. Búp bê đi đến vườn hoa để xem hoa. Búp bê khóc rồi gọi mẹ ơi. Chim non ở trên cây cười em ha. Em gái ha. Cộng búp bê. Em gái cộng búp bê. Em gái đi đến vườn hoa để xem hoa. Búp bê khóc rồi gọi mẹ ơi. Thank you.
huynh đang nghĩ gì vậy? Huynh nói đi, tôi đang nghĩ gì? Không lẽ huynh đang muốn đánh một trận với tôi, để xem linh tê nhất chỉ của tôi có thể đỡ được đường kiếm thiên hạ vô song đó của huynh không? Thiên hạ vô song không phải là kiếm thuật, cũng không phải võ công, mà là sự kính dân và phẩm cách. Tiểu Tuyết mới thực sự là thiên hạ đệ nhất. Huynh đi trước đi, Tú Thanh đang chờ huynh đó. Trở lại, chỉ cần người đồng ý thì Thúc sẽ đưa người đến một thế giới xa xôi để nhìn xem những điều thần bí của thế giới bên ngoài. Vui quá đi, ở chỗ này giống như được trở về với tuổi thơ vậy đó. Không phải chứ, không lẽ tới chỗ này rồi xuống đây nè, phải làm những chuyện không làm hay sao? Xuống đây nhanh đi, chỗ đó dơ quá à. Hôm nay vui thiệt đó, ngồi đây đi. Nè, chân dơ quá kìa, rửa đi. Mát quá, chân dơ quá đi nè, rửa cho kỹ nè. Dơ quá à. Cô tới đây làm gì? Không có gì. À, được rồi, đi xách thùng nước cho chúng tôi rửa chân đi. Được. Huynh ấy thật là tốt với tỷ. Tỷ thân như huynh ấy chưa? Có đó mà. Ây da trời, ây da. Trời, người muốn lấy mạng ta sao? Người đang làm cái gì ở đây vậy hả? Người làm cái gì mà trốn ở trong giếng vậy chứ? Nè, có người nhìn lén mấy muội đó. Nhìn lén rửa chân nha. Lúc nãy tôi đi ngang qua sĩ té xuống thôi, thấy chết không cứu sao? Nói chơi hoài, sao có thể vậy được? Nè nè, để tôi đỡ lên cho hả? Tôi muốn vào trong thành học võ. Học cái gì thì tốt vậy? Muốn học võ công gì chứ? Mấy cô gái trong thành á thích những người đàn ông thế nào vậy? Ê, ta nghĩ ngươi thích cô Ngưu Tiểu Phụng đó, ngươi còn muốn kiếm người con gái khác sao? Không không không, cô chẳng qua chỉ muốn thêm một số tâm sự của mấy cô gái thôi à. Vậy ngươi hỏi đúng người rồi đó nghe. Nè 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 nè, ngồi xuống đi, từ từ ta nói ngươi nghe hả. Nè, con gái mà đương nhiên thích những người đẹp trai lịch sự, phong lưu nhã nhặn, thân hình cao lớn, võ nghệ phi phàm, ăn nói có duyên, kiến thức sâu rộng. Điều quan trọng nhất là phải có hai hàng ria mép đây nè. Lục đại ca, huynh đang tự đối mình đó hả? Tôi hả? Đương nhiên tôi không phải rồi. Tuy là tôi đẹp trai và có hai hàng ria mép, nhưng mà tôi không có uy quyền chức tước, tôi không có tài quen con gái đâu. Không được không được. Lục đại ca, huynh có biết Lục Tiểu Phụng không vậy? Ngươi hỏi vậy làm gì chứ? Bởi vì hai người đều là họ Lục. Hai người quen biết nhau hả?
Đương nhiên rồi, 500 năm trước là người một nhà. Vậy hả? Quỳnh nói tôi có giống hắn không? Người đẹp trai hơn hắn rất là nhiều đó. Hắn gặp người phải tránh qua một bên rồi. Thật vậy không? Thật chứ hả? Nè, Tiểu Phụng à. Tới rồi. Nè, Tiểu Phụng à, tao có bào ngư ăn nè. Nè. Có bào ngư nè. Bào ngư đó là bào ngư. Cái chân sao mà trắng dữ vậy trời? Trời ơi. Nè, mùa đang làm gì vậy? Mùa đang làm mấy miếng bào ngư này nè. Nói cho biết nha, cái này nhúng một chút nước tương, thêm một chút ớt, ăn ngon lắm đó, mình thử đi. Trời, ngon thiệt đó. Nè, sao muội học được cách ăn như vậy hả? Mấy người bạn dân chài ở đây dạy cho muội. Họ nói nấu ăn ở trên tàu thì bất tiện lắm, cho nên họ mới nghĩ ra cách ăn như vậy. Nè, ăn nữa đi. Sao có thể được chứ? Rượu đã hết sạch rồi. Tiêu rồi. 3-4 tháng nay không trả tiền nhà. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay. Phải ăn cắp chút đồ để giải quyết chuyện trước mắt cái đã. Vậy sẽ liên lụy tới Tư Không Trích Tinh. Đó không phải tác phong của ta mà. Thế này không được, thế kia cũng không được. Nè, các người nói tôi biết phải làm sao đây hả? Đã có rồi. Nè, cảm ơn nhiều nha. Nè, Đinh Mạnh, ta dạy cho ngươi cho. Ai đó? Hãy học đi, anh chàng kia. Anh thấy tôi không biết có bao nhiêu người giống như ngươi tới đây để lừa gạt ta rồi. Ta sẽ không bao giờ mắc lừa ngươi đâu. Hãy thử đi, cảm giác hoàn toàn không giống ngày xưa đâu. Cái quyển bí kíp này khổ luyện, trong vòng nửa năm đến một năm võ công sẽ tiến bộ rất là nhiều. Nè, cầm lấy đi. Đa tạ sư phụ. Đa tạ cái gì? Quyển bí kíp này đáng giá 300 lượng bạc. Và võ công lúc nãy ta truyền cho ngươi là sự khổ công tu luyện mười mấy năm của ta đó nghe. Không, sư phụ nhận giùm cho. Ta nói ngươi là đệ tử rất là ngoan, không uổng công ta chọn ngươi đó. Sư phụ. Không phải chứ. Người đại ca, ta đợi ngươi cả canh giờ rồi. Ngươi đừng có lựa người ăn hiếp có được không vậy? Khổ qua hòa thượng, sao vô lý vậy? Cái chỗ quỷ quái này hắn cũng kiếm ta được. Nếu như bị hắn phát hiện được, vậy thì kế hoạch đổ dở hết rồi còn gì. Ta lại không được yên tĩnh nữa. Không được, giả bộ con cá thôi. Lục đại ca, chuyện gì vậy hả? Tôi tới để giả từ huynh. Tôi phải rời khỏi chỗ này rồi. Ngươi muốn đi đâu vậy? Nè, ngươi nở xa Ngô Tiểu Phụng sao? Ta biết rồi. Có phải ngươi có người yêu khác rồi nên không coi Ngô Tiểu Phụng như là báo vật trong lòng nữa phải không? Quỳnh nói bậy nói bạ. Tiểu Phụng là người tốt nhất trên đời này, không ai có thể thay thế được cổ đâu. Vậy tại sao ngươi nỡ bỏ cô ấy chứ? Cũng tại sư phụ quỷ kia của tôi gạt tiền tôi. Thiệt là đồ trời đánh mà. Có khi nào giữa hai người có chút hiểu lầm gì đó hay không hả? Tên quỷ quái kia nhận của tôi mấy trăm lượng bạc rồi, cho tôi cuốn bí kíp võ công chỉ có 2 trang thôi. Sau khi tôi luyện xong không hề tiến bộ gì hết. Bây giờ hắn lại không chịu xuất hiện nữa. Quỳnh nói nó không phải lừa gạt thì là cái gì hả? Có lẽ sư phụ ngươi không biết ngươi tiến bộ nhanh như vậy, cho nên để cho ngươi luyện tập trước. Chắc ngày mai sẽ tìm ngươi thôi hả? Nè,
Hôm nay nè, sao huynh lại biết vậy? Ồ, ngươi là người tốt mà, ai là nhẫn tâm gạt ngươi làm gì? Không phải người xấu chuyên lừa gạt người tốt hay sao? Trời ơi, đương nhiên là không phải rồi. Như vậy đi, nếu ngươi không tin thì chúng ta tỉ thí xem sao, xem ngươi có tiến bộ không. Ờ, được đó, được đó. Nè, đừng có hối hận đó nghe. Ngươi thật sự có tiến bộ đó, thật lợi hại quá đi. Ôi trời ơi, lúc nãy ngươi ra tay đánh ta một cái đau muốn chết luôn đây nè. Có đánh huynh đau không vậy? Đương nhiên có rồi. Ngươi không biết bây giờ võ công của ngươi khó đối phó lắm luôn á. Đã học được ở một vị sư phụ giỏi rồi mà còn không biết nữa, đồ ngốc. Thật vậy hả? Đương nhiên rồi, ngươi không cảm giác được thôi. Hèn chi tối ngày cứ trách sư phụ hoài. Nè, ta nói cho ngươi biết nha, sau khi ngươi về nhà phải nghiên cứu cho thật kỹ hai trang giấy mà sư phụ đưa. Ta tin chắc là sư phụ của ngươi sẽ tới tìm ngươi trong nay mai thôi. Tôi hiểu rồi. Hiểu rồi ha. Hiểu rồi thì cảm ơn đi. Nha. Ra tay mạnh dữ vậy, đúng là mạnh như trâu vậy, muốn đánh chết ta sao? Cho Lục Tiểu Phụng chết chiêu. Nè, đây là chiêu tôi tự sáng chế, gọi là xuyên tâm cước. Lợi hại, lợi hại. Ngươi sử dụng chiêu mới phải báo cho ta biết trước chứ.